Từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hàng loạt nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở các tỉnh thành sẽ bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Lào Cai, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thái Bình, Phú Yên, Tiền Giang, Khánh Hòa, Đồng Nai, Gia Lai. Nghị quyết 1199 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư 53/2024 quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Theo đó, thông tư 53 áp dụng đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 142/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Quyết định 38/2010 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62/2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Với hai đối tượng trên, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2024 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 nhân với 1,150. Mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm mức trợ cấp 2.628.000 đồng trên tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm mức trợ cấp là 2.746.000 đồng trên tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp là 2.868.000 đồng trên tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp là 2.988.000 đồng trên tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp là 3.105.000 đồng trên tháng. Thông tư nêu rõ, kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại thông tư này do Ngân sách Nhà nước đảm bảo, Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Việc không quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm ghi hình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 46/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Cụ thể, nếu hiện nay Điều 11 Thông tư 67/2019 quy định người dân được thực hiện giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông thông qua việc ghi âm ghi hình có điều kiện thì tại thông tư 46/2024, Bộ Công an đã bỏ quy định này. Kể từ ngày 15 tháng 11, người dân được giám sát thông qua 5 hình thức tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lý giải về việc này, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng, việc không quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định số 13 năm 2013 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Luật Dân sự, Luật An toàn Thông tin mạng và Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Bộ Công an sẽ đưa nội dung quy định công an các đơn vị địa phương bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm ghi hình quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ để đảm bảo công khai minh bạch trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Thông tư số 46 năm 2024 cũng đã bãi bỏ việc công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý, thời gian thực hiện trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính. Cùng với đó bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe trong công tác đăng ký cấp biển số xe. Bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hoạt động của lực lượng Cảnh sát Giao thông ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thực tiễn, quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhiều người dân đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2024 sửa đổi bổ sung Nghị định 82/2020 về xử phạt vi phạm hành chính, lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11. Cụ thể, liên quan đến hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư, so với Nghị định 82/2020, Nghị định mới bổ sung quy định phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Như vậy, luật sư trong quá trình hành nghề nếu có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng như thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký tòa án sẽ bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. Đây cũng là nội dung đã được quy định tại Điều 15 Pháp lệnh 02/2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo Nghị định 117, trường hợp luật sư thực hành hành vi vi phạm quy định nêu trên đối với người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tòa án thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 15 và khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh số 02/2022. Từ ngày 26 tháng 11, Nghị định 126/2024 quy định tổ chức hoạt động và quản lý hội sẽ chính thức có hiệu lực. Hội được định nghĩa là tổ chức tự nguyện của tổ chức công dân Việt Nam cùng lĩnh vực, ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên. Hoạt động thường xuyên không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 126 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Theo Nghị định 126, để thành lập hội thì cần đảm bảo nhiều điều kiện về tên gọi, có tôn chỉ mục đích, lĩnh vực hoạt động phù hợp, có điều lệ, trụ sở, lĩnh vực hoạt động chính của hội định thành lập không trùng lập với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động. Đáng chú ý, một trong các điều kiện để thành lập hội là phải có tài sản để đảm bảo hoạt động của hội. Đây là quy định mới so với hiện nay tại Nghị định 45/2010.